một phụ nữ 52 tuổi nhập vai bồ câu để lừa trai trẻ. Lên sóng phát thanh nhập vai một cô gái trẻ có nickname là bồ câu và là con gái của bí thư đảng ủy xã, bà Trần Thị Thu, 52 tuổi, được nhiều thanh niên gọi, nhắn tin làm quen, gửi tiền vào tài khoản. Chiều 19 tháng 4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa triệu tập bà Trần Thị Thu, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, Bến Tre, để làm rõ hành vi mạo danh công an và có dấu hiệu lừa đảo. Theo đó, ngày 21 tháng 11 năm 2017, bà Thu dùng điện thoại có số thuê bao 016922 để tham gia chương trình Đi tìm một nửa yêu thương trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long và tự giới thiệu tên là Đường Tú My, 27 tuổi, nickname là Bồ Câu. Trong quá trình tương tác với chương trình, bà Thu còn mạo nhận mình là cán bộ công an tỉnh Bến Tre, có cha là bí thư đảng ủy một xã ở địa phương này. Sau chương trình, có rất nhiều người gọi điện, nhắn tin làm quen với bà Thu, trong đó có một người đàn ông ở Cần Thơ, thường xuyên nhắn tin và gửi vào tài khoản của bà Thu số tiền 2 triệu đồng. Làm việc với cơ quan công an, bà Thu khai nhận việc cố ý mạo danh công an chỉ để tạo lòng tin, để dễ dàng kết bạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận thấy việc làm của bà Thu có dấu hiệu lừa đảo. Lừa bán vàng giả một tháng đôi nam nữ bỏ túi nửa tỷ đồng. Nhiều tiệm vàng ở Quảng Nam dính bẫy mua phải lắc tay dây chuyền giả của các đối tượng bán vàng giả. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 500 triệu đồng chỉ trong vòng một tháng. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Văn Hoàng, sinh năm 1985, trú tại xã Mường Hon, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum, 15 năm tù, và Đặng Thị Hoa Diễm, sinh năm 1985, trú ở xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 4 năm 2016 đến ngày 11 tháng 5 năm 2016, Hoàng đã câu kết với Diễm và Phạm Ngọc Tuấn, sinh năm 1994, trú ở thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, mang 15 dây chuyền giả và 9 lắc tay bán cho các hiệu vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Trong đó, Hoàng trực tiếp bán một dây chuyền giả chiếm đoạt 31,5 triệu đồng. Hoàng giao cho Tuấn bán một dây chuyền giả và một lắc tay giả chiếm đoạt hơn 31 triệu đồng. Hoàng giao cho Diễm cầm và bán 7 lần 13 dây chuyền giả, 7 lắc tay chiếm đoạt hơn 480 triệu đồng. Ngày 11 tháng 6 năm 2016, khi Diễm đang bán một lắc tay giả do Hoàng giao hiệu vàng Ngọc Trưởng, xã Tam Hải, huyện Núi Thành thì bị phát hiện thu giữ. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Hoàng quản lý sử dụng, Diễm chỉ được Hoàng chia cho 20 triệu đồng. Cũng theo cáo trạng, Phan Văn Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về tất cả số tiền đã chiếm đoạt của 7 bị hại là hơn 500 triệu đồng. Đặng Thị Hoa Diễm phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền chiếm đoạt những lần Diễm thực hiện là 480 triệu đồng. Tại tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hoàng 15 năm tù, Đặng Thị Hoa Diễm 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng đối với Tuấn, do chưa đủ căn cứ để khởi tố trong cùng vụ án, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam tách hành vi để tiếp tục điều tra làm rõ. Cán bộ thuế làm giả sổ đỏ lừa người dân hơn 3 tỷ đồng. Chiều ngày 18 tháng 4, Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Thiện, 47 tuổi, cán bộ chi cục thuế thành phố Phan Rang, Tháp Chàm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, Thiện làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đem đi lừa bán bất động sản ảo cho những người dân. Cụ thể, đầu năm 2018, bị can đưa bà Thu ngụ ở Ninh Thuận đến khu vực dân cư K1, phường Mỹ Đình, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, chào bán và đưa cho đối tác những sổ đỏ giả. Cán bộ thuế này sau đó lừa bán cho bà Thu 3 lô đất với giá 3,3 tỷ đồng. Khi mang sổ đi giao dịch với ngân hàng, nạn nhân mới phát hiện bị lừa và tố cáo Thiện ra cơ quan công an. Công an Ninh Thuận đang mở rộng vụ án để làm rõ những người có liên quan đến đường dây mua bán làm giả sổ đỏ. Quen trai tây qua Face bị lừa cả tỷ đồng.
ngày 9 tháng 4, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt giữ các đối tượng người nước ngoài có hành vi lừa đảo một người phụ nữ tại địa phương bằng cách tặng quà có giá trị cao để nạn nhân tin tưởng nộp tiền nhận quà rồi chiếm đoạt tài sản trên 1 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này gồm Martin, tên gọi khác là William, sinh năm 1989, quốc tịch Cameroon, Chiu-Khi-Khô, tên gọi khác là Miss Ben, sinh năm 1983, quốc tịch Việt Nam và Anthony, sinh năm 1990, quốc tịch Nigeria. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã nhận tội. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng. Thông tin ban đầu, vào tháng 12 năm 2016, Anthony quen biết với người đàn ông tên Papa, quốc tịch Nigeria, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Người này rủ Anthony và Chiu-Khi-Khô làm quen với những người phụ nữ nhẹ dạ qua mạng xã hội bằng hình thức tặng những món quà có giá trị rồi yêu cầu đóng phí nhận quà vào một tài khoản mà các đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt tiền. Tháng 2 năm 2018, Baba cung cấp cho Anthony thông tin của một người phụ nữ tên Hồng, ngụ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngày 22 tháng 3, Chiu-Khi-Khô giả làm nhân viên của công ty chuyển hàng quốc tế tên là Mitch, gọi điện thoại báo cho bà Hồng có thùng hàng từ Mỹ gửi về, đồng thời yêu cầu bà này đóng phí hải quan nhiều lần vào tài khoản ngân hàng Sacombank để nhận. Tối ngày 26 tháng 3, Anthony nói với Chiu-Khi-Khô điện thoại báo đã lấy thùng hàng và bảo ngày 29 tháng 3 bà Hồng lên thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một người nước ngoài tên là William giao hàng. Đến thời điểm như đã hẹn, bà Hồng đến thuê một phòng ở khách sạn khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Martin, bạn của Chiu-Khi-Khô giả danh William, mở vali cho bà Hồng xem bên trong có nhiều cọc giấy trắng giống như cọc tiền. Sau đó, tên này dùng một loại nước đổ lên thì tờ giấy trắng biến thành tờ 100 USD và đưa cho bà Hồng xem. Đồng thời, yêu cầu bà Hồng đưa thêm 100.000 USD để mua thêm hóa chất rửa tiền. Nếu không, thùng quà sẽ bị trả về Mỹ. Chị Hồng quay về Cần Thơ chuẩn bị tiền và đưa thêm hơn 570 triệu đồng, tương đương 25.000 USD cho Martin. Khi nhận tiền, Martin yêu cầu nạn nhân đưa thêm 50.000 USD. Lúc này, chị Hồng mới thú thật là không còn đủ tiền và nghi bị lừa đảo nên đến trình báo cảnh sát. Như vậy, tổng cộng số tiền bà Hồng đã giao cho các đối tượng là trên 1 tỷ đồng. Đặt tiệc sinh nhật 120 triệu nhưng chỉ có 5 người đến dự, cô gái định bùng tiền nhưng bị giữ lại. Lấy danh là ca sĩ con nhà giàu có, cô gái trẻ đã đặt tiệc sinh nhật tại một nhà hàng hoành tráng với giá 120 triệu đồng mà không cần đặt cọc. Do chỉ có 5 người đến tham dự, cô định bùng tiền nhưng không may bị bắt lại. Đoạn clip mới đây đăng tải trên một fanpage lớn ghi lại hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc xinh đẹp sang trọng nhưng bị chủ nhà hàng tiệc giữ lại vì định bùng tiền sinh nhật 120 triệu đồng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo thông tin mà chủ nhà hàng cung cấp, cô gái đó có tên Trần Ngọc Tuyền ở phường Tân Thành, thành phố Cà Mau. Vào tối ngày 21 tháng 1 vừa qua, cô gái có nhờ công ty tổ chức sự kiện đặt tiệc sinh nhật ở nhà hàng VT, phường 5, thành phố Cà Mau với giá trọn gói là 120 triệu đồng, cùng đặt cọc là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, vì lấy danh là con gái nhà giàu và hiện đang làm ca sĩ, cùng vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô gái nhanh chóng thuyết phục được anh HA, giám đốc công ty tổ chức sự kiện, để không phải đặt cọc tiền trước. Anh HA cho biết Trần Ngọc Tuyền đã dùng hai Facebook của mình mời tất cả bạn bè tới dự tiệc sinh nhật, rồi lấy tiền mừng để trả lại cho nhà hàng. Tuy nhiên, đến ngày sinh nhật, chỉ vọn vẹn có 5 người tham gia, không có tiền thanh toán số tiền đó, cô gái định bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại. Sau khi chất vấn, anh chủ nhà hàng mới té ngửa ra, bố mẹ cô gái chỉ là công nhân bảo vệ bình thường. Mẹ của cô chỉ ký xác nhận cô đã đặt tiệc chứ không hề ký chịu trách nhiệm về số tiền này. Thật đáng buồn và đáng xấu hổ, đó là công sức của cả tập thể 20 người. Vậy mà em nỡ lòng nào lừa gạt như vậy? Em làm mất lòng tin của anh chị vào con người quá, anh HA buồn rầu chia sẻ. Chị TT, vợ anh HA cũng cho biết, nhiều bạn bè đến tham dự mới vừa lẻ ra vì ai cũng nghĩ bạn mình giàu có.
Cô gái trẻ này đã vay mượn rất nhiều người và hoàn toàn không có khả năng chi trả. Thậm chí, Ngọc Tuyền chỉ có lương tháng 3 triệu đồng và không thể trả được số nợ lên đến 120 triệu đồng. Lúc đầu, Ngọc Tuyền định lấp liếm hành động lừa đảo của mình, nhưng lúc sau, do bị giữ lại nên lại nói không đủ khả năng chi trả và muốn trả nợ 1 triệu trên 1 tháng. Sau đó, cha của Ngọc Tuyền còn gọi điện dọa dẫm vì đăng tải clip con gái lên Facebook. Hiện tại, gia đình của anh HA đã báo lên cơ quan chức năng và đang chờ giải quyết.